Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hài hước chia sẻ trong chương trình Bản thiết kế cuộc sống vừa phát sóng trên VTV trước nhận định của MC Đức Bảo cho rằng Hoàng Vân có fan thị cực khủng, chắc nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng cũng phải có một gia tài đồ sộ. Nghệ sĩ nổi tiếng nói, sau khi đóng vai Hoàng Vân, tôi đã mua được mấy chục ngôi nhà, đó là tài sản thật. Nhưng tài sản tôi muốn nói đến chính là tình cảm khán giả dành cho tôi. Liên quan đến trường phái gian dở ở các bản thiết kế nhà được đề cập đến trong chương trình, diễn viên người phán xử chia sẻ về ngôi nhà mình được sinh ra và lớn lên trên phố cổ. Cho đến bây giờ, tôi có thể dùng từ không phải cấp 4 mà là cấp 5. Bởi bây giờ muốn đụng vào sửa chữa có khi phải đền oan. Nghệ sĩ nổi tiếng hóm hỉnh. Cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn khi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chia sẻ về thời trang đồ ngủ của ông trùm phán xử. Theo đó, bộ pyjama Phan Quân thường mặc nhất là màu ghi, đen, rêu. Đó là ý tưởng của chính nghệ sĩ nổi tiếng vì muốn tạo nên ấn tượng mềm mại, đơn giản bởi hàng lụa cũng rất sang trọng. Ít ai biết rằng sở thích dành cho thời trang từ chất liệu vải lụa của nghệ sĩ nổi tiếng lại gắn với một kỷ niệm thiêng liêng. Mẹ tôi mất sớm từ khi tôi đang học lớp 7. Không phải lúc nào mẹ cũng mặc áo lụa. Mỗi khi đi đâu về được ôm chặt mẹ, chạm mặt vào tấm áo lụa ấy, tôi có cảm giác mềm mại mát mẻ cứ như dòng sữa mẹ ấm áp, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng xúc động kể lại. Cũng giống như MC Đức Bảo, ngoài đời nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng có phong cách thời trang rất đơn giản, đặc biệt ông sở hữu bộ sưu tập áo sơ mi lớn. Đến bây giờ bộ sưu tập áo sơ mi của tôi cũng phải vài trăm cái. Cứ đi đâu có màu gì là tôi mua, vì thích thay đổi và đó cũng là đặc trưng của công việc. Phục trang ấy có thể đi đóng phim hoặc diễn kịch. Nhiều chiếc áo lùng bùng từ ngày xưa nhưng tôi vẫn có ý thức giữ lại, bởi sẽ có những vai trong đó vở kịch cần dùng đến. Bên cạnh đó, diễn viên người phán xử cũng tâm sự, mỗi lần hóa thân vào các nhân vật mang đến một trải nghiệm mới, bởi ông không chỉ sống cuộc đời của chính mình mà còn qua nhiều nhân vật. Vì lẽ đó, khi hình tượng của nhân vật được khán giả công nhận cũng là năng lượng và vốn sống để những người nghệ sĩ nghiên cứu và tiếp tục thành công hơn trong những nhân vật mới. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng kiếm hàng chục triệu nhờ dự sự kiện bị quảng cáo thuốc tăng cường sinh lực nam. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng là nhân vật chính của người phán xử nên không khó hiểu khi ông là người được chú ý nhất sau bộ phim. Ngay từ những tập đầu lên sóng, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã tạo nên một cơn bão trên mạng xã hội với những câu nói đáng chú ý. Càng về sau, nhân vật Phan Quân do ông đóng vai càng được yêu mến bởi sự cáo già giang hung lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Việt. Sự nổi tiếng ở mức chưa từng có giúp cuộc sống của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng thay đổi chóng mặt. Ông nhận lời tham gia nhiều sự kiện ra mắt sản phẩm, thậm chí là các cuộc thi hoa hậu danh nhân người đẹp. Ngoài ra, các sự kiện khai trương nếu có lời mời phù hợp, nghệ sĩ nhân dân cũng nhận lời tham dự. Theo thông tin từ một số hậu show, giá mời của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng xuất hiện từ một sự kiện hiện nay khoảng 30 triệu đồng. Con số này không lớn so với các á hậu, hoa hậu nổi tiếng khác. Tuy nhiên, hiệu ứng mà nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng mang lại là lớn hơn so với các người đẹp rất nhiều. Tuy nhiên, việc gương mặt phổ biến quá đà cũng khiến nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng gặp nhiều phiền toái. Tôi được biết có rất nhiều hình ảnh chế về mình trên mạng xã hội. Có những cái chấp nhận được, nhưng có những cái không thể chấp nhận được. Các bạn ấy cho tôi đi bán thuốc hôi nách, thuốc rạn da, điều đó khiến tôi cảm thấy hơi bị thiếu tôn trọng. Thậm chí có người còn xin chụp ảnh tôi đem dán lên hình quảng cáo cho thuốc tăng cường sinh lý nam.